Trần Văn Đài Châu Á tự do vừa đăng bài, ông trọng, kinh tế đạt đỉnh, ông Huệ, kinh tế đang xuống đáy. Với thủ đoạn cắt ghép vụng về, cố tình bóp méo, xuyên tạc, tên bồi bút này bịa đặt, chỉ trong vòng 5 ngày, kinh tế xã hội của Việt Nam từ trên đỉnh xuống đáy. Đỉnh là do ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên hôm 17 tháng 5 năm 2023. Còn đáy là do ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Bữa như vậy nhưng Trần Văn không trích dẫn được câu nào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói kinh tế xã hội Việt Nam đạt đỉnh và cũng không dẫn được câu nào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói kinh tế Việt Nam đang xuống đáy. Rồi Trần Văn xiên xẹo rằng cứ như ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói thì kinh tế xã hội Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, mâu thuẫn với tổng kết hội nghị trung ương 7 của ông trọng. Trần Văn đúng là kẻ cháo trở nên không hiểu hoặc cố tình không hiểu phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cắt xén một cách xảo quyệt để xuyên tạc. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổng kết đánh giá cả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần phương hướng nhiệm vụ thời gian tới để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Dự báo tình hình thế giới, trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Ở trong nước chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong giai đoạn 2021-2025 thì bình quân 3 năm còn lại phải đạt khoảng 7,3%, đây là mức rất cao. Tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện, không hề phiến diện một chiều, cũng không tô hồng kinh tế Việt Nam đạt đỉnh như Trần Văn Bịa đặt. Không phải riêng Việt Nam mà những nguyên nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tổng kết đang có nguy cơ làm suy thoái kinh tế diễn ra trên diện rộng ở các nước phát triển, đang phát triển và tăng trưởng thương mại chậm lại phát biểu khai mạc kỳ họp thứ năm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ là để phân tích chỉ rõ những khó khăn thách thức diễn ra trong thời điểm hiện tại mà tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự báo và chỉ ra trong bài phát biểu tổng kết hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ để các đại biểu quốc hội bàn cách tháo gỡ thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội phấn đấu đạt cho được mục tiêu kế hoạch đề ra không hề nói ngược phủ nhận thành tựu đó là cách nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật chứ không phải phát tán thông tin nội dung bịa đặt phỉ báng chính quyền nhân dân như Trần Văn nói láo xuyên tạc. Kẻ đáng phải trừng trị theo pháp luật Việt Nam không ai khác là chính Trần Văn và lũ chống cộng đang điên cuồng chống phá Việt Nam. Nhưng càng điên cuồng chúng càng tự lột trần bộ mặt tiểu nhân vừa ngu vừa láo của lũ bồi bút bỉ ổi hèn hạ, đê tiện nhất.